Xin chào các bạn. Ở video lần này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái thư viện CityPy.h này. Đấy. Còn cái thư viện này thì nó chứa nhiều hàm ở trong C. Đấy. Đấy, và ở đây thì mình sẽ giới thiệu về cái lệnh alpha này. Đấy. Is alpha này thì cái lệnh is alpha này là gì? Cái is alpha này là nó viết tắt của cái từ alphabet ấy, tức là cái bảng chữ cái ASCII ấy. Đấy. Còn cái bảng chữ cái ASCII thì chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết đến cái bảng chữ cái ASCII đó. Đấy. Thì công dụng của cái is alpha này thì nó sẽ kiểm tra cái ký tự nhập vào có phải là cái chữ cái hay không. Đấy. Rồi. Ở sau đây thì mình sẽ giới thiệu về một cái chương trình nhỏ. Đấy. Ở đây mình sẽ giải thích cái chương trình này như sau ạ. Ở đây đầu tiên mình sẽ khai báo một cái CH là kiểu character. Đấy. Sau đó mình dùng một cái vòng lặp while kiểm tra xem tự cái CH này đó, tức mình get ra từ bàn phím nữa, tức là khi mình nhập cái ký tự từ bàn phím vào, cái chuỗi từ bàn phím vào, và sau đó kiểm tra xem cái get ra đó, cái CH này có phải là một cái ký tự kết thúc, tức là cái signer này, tức là cái phím enter đấy ạ, đấy, có phải là cái phím enter hay không. Nếu mà nó là cái phím enter, phím là ký tự kết thúc thì nó sẽ put ra, đấy, nó thoát ra khỏi cái vòng lặp này. Rồi, còn nếu không thì nó sẽ đi vào cái khối lệnh tiếp theo đấy ạ. Là nếu như mà cái alpha is alpha CH này nó là một cái ký tự, là một cái chữ cái đấy ạ, thì nó sẽ in ra cái chữ tiếp theo của cái chữ cái đó. Ví dụ như nếu là chữ A thì nó sẽ in ra cái chữ cái tiếp theo là chữ B. Đấy. Thì đó là công dụng của cái hàm is alpha này. Đấy. Còn nếu không phải là một cái chữ cái thì nó sẽ in ra cái ký tự đó. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình có thể nhận nhập một cái ví dụ my name is. Đấy. À, như các bạn đã thấy thì nó lại in ra một cái dòng chữ khác, tức là nó put ra một cái chữ dòng chữ như này này. Vậy thì tại sao nó lại như vậy? Đấy, các bạn có thể để ý như này. Đấy. Ở cái dòng bên trên là chữ my name is Phương. Đấy. Với cái ký tự đầu tiên là chữ m, còn cái ký tự bên dưới cái của cái hàng bên dưới là chữ m. Đấy. Thì nó tiếp theo là hàng đầu là chữ y, còn hàng dưới là chữ z. Đấy. Đấy. Tương tự n o đấy, a b m n e f đấy, y z. Đấy. À. Mình sẽ giải thích như sau. Như cái đoạn lệnh code ở bên đây mình đã viết, thì nếu cái ký tự ở bên trên này là một ký tự thì nó sẽ in ra màn hình cái ký tự là liền sau nó. Đấy. Ví dụ như đây là chữ m thì nó sẽ in ra là chữ n. Đấy. Chữ y thì nó sẽ in là chữ z, chữ n là chữ o. Đấy. A là b. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Về ứng dụng của nó thì có thể đó là chúng ta có thể dùng nó để mã hóa cái dữ liệu để đặt mật khẩu. Đấy. Đó là một cái ứng dụng của nó. Đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu về cái hàm cái thư viện CityPy và một cái lệnh is alpha này. Đấy. Các bạn chỉ cần lưu ý rằng cái is alpha này là một cái viết tắt của cái alphabet, là tức là bảng chữ cái ASCII đấy ạ. Đấy. Đấy.
Trên đây là một cái giới thiệu về cái cách mã hóa cái dữ liệu ở trong cái CTP này. CTP. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.